Bây giờ chắc là mình sẽ đi vào trường của chị một chút để chúng ta ôn lại kỷ niệm. Em nghĩ sao cái trường múa này ngày xưa nó rất là lớn trong mắt chị. Chị nghĩ là nhiều khi cái cảnh vật nó không thay đổi mà do mình thay đổi. Nên là chị thấy cái trường múa nó rất là khác luôn. Toàn trong thử như nào hay là khác. Vào nhà chị. Em cứ tự nhiên như là đang ở trong nhà em vậy đấy. Đây, tuy đây là trường của chị nhưng mà sao em đến em vẫn có một cảm giác rất là bồi hồi, như là em đang quay trở lại ngôi trường của em á. Đúng là khi mà chị trở lại đây thì chị cũng không biết là cái gì làm chị nhớ nhất. Bởi vì thực sự là hơn 20 năm rồi đấy. Chắc chắn là trường múa đã sửa rất là nhiều em ạ. Chị cũng không còn nhận ra nữa. Bởi vì ngày xưa là không có thang máy đâu. Không có thang máy và phòng ốc cũng rất đơn giản thôi. À, đây cũng là một cái phòng chị đã từng tập đây. Từng thi tốt nghiệp ở cái phòng này. Đó. Trời ơi, tất cả những cái này là thứ mà chị đã gắn bó rất là nhiều năm. Chị thì thực sự là không phải là diễn viên múa ballet, là diễn viên múa dân gian. Mặc dù chị rất là thích múa ballet, nhưng mà lúc đấy mà chị bắt đầu ngành múa, lúc mà chị đã lớn tuổi rồi, là lúc đấy là 13 tuổi. Ở trường múa mình á, để mà bắt đầu cái múa ballet á, phải nhỏ hơn. Thì chị bắt đầu lúc đấy thì không có sự lựa chọn, phải múa dân gian. Nhưng mà khi mà học múa dân gian á, thì cái môn học múa đi kèm á, bao giờ cũng phải là ballet. Nghề của chị là nghề múa quạt, múa nón. Ngày xưa là em, lúc em 5 tuổi thì em cũng được mẹ cho đi học múa ballet đó chị. Nhưng mà thường em chỉ học, em nhớ là chị học đúng 1 năm thôi. Em diễn được đúng 1 lần thì sau đó là em lên lớp 1 thì là không học nữa. Nghề múa thì chưa bao giờ là dễ dàng cả. Yeah. Chị còn nhớ là những cái năm đầu á, thì sinh viên múa rất là đông. Nhưng mà sau 1 năm thì nó cũng rơi rụng rất là nhiều. Ví dụ như là một vài bạn không theo được. Lúc mà đến cuối của cái năm tốt nghiệp á, thì cái số lượng cũng rất là ít. Sau đó mà làm nghề nữa thì lại càng ít nữa. Và làm nghề dài lâu thì rất là hiếm. Chị là một ví dụ đây. Chị mặc dù là rất là thích múa nhưng mà cuối cùng chị cũng chỉ làm được một vài năm, rất là ngắn ngủi thôi, rất là tiếc. Cơ duyên nào để mà đưa chị vào trường múa thành phố Hồ Chí Minh hả? Lúc mà chị học trường múa ở ngoài Hà Nội á, trường múa Hà Nội là chỉ tập trung học múa thôi, học văn hóa rất là ít. Và mình lúc đấy chị có 13, 14 tuổi mà chị rất là sợ là sau này cái nghề múa nó ngắn ngủi. Ví dụ mẹ hay nói là trời ơi con múa được đến 30 tuổi là con đã không múa được rồi, thì con làm cái gì sau đó. Thì chị đã nghĩ là nếu mà mình chỉ học ở ngoài Hà Nội á, thì mình sẽ không học được đại học. Cũng đồng nghĩa với việc là mình sẽ không có một cái việc làm lâu dài. Nhưng ở trong Sài Gòn á, là cái trường múa lại tổ chức vào buổi tối. Có nghĩa là ăn ngày em đi học văn hóa được. Đây là cái thứ mà chị đã nhen nhóm với gia đình nhà chị. Khi mà chị đi vào đây thì chị bắt đầu cái công việc của mình là ban ngày thì đi học văn hóa và buổi tối thì đi học trường múa. Có nghĩa là chị làm việc gấp đôi so với tất cả các bạn đồng lứa nữa. Buổi sáng là chị phải dậy rất là sớm và đi về tới nhà là 10 giờ đêm. Và lúc nào trong cái xe đạp của chị là cũng có 2-3 cái túi. Một cái túi là có quần áo để học đi bình thường. Rồi sau đó là một cái túi để sách vở, một cái túi để đựng đồ để đi múa. Thế nhưng mà chị chưa bao giờ chị hối hận cả. Chị cảm thấy là cái đó cho chị một cái sức mạnh về cực kỳ luôn á. Em nghe đây em còn đang rất ngưỡng mộ chị đây nè. Đây là cái hình ảnh múa dân gian, cái mà chị học đấy em. Những cô gái múa lúc nào cũng rất là mong manh nhưng mà lại rất khỏe nha em, rất là khỏe luôn. Ồ em nghe tiếng đàn. Ồ em nghe tiếng nhạc, hình như chắc là có lớp đang học à. Chắc vậy, đây này, cái này là múa chắc múa ballet. Ok đây đây. À đấy, đang tập múa ballet đó, đó. Đó. Thực ra nó chỉ có từng này động tác thôi, nhưng mà cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày mấy tiếng như vậy.
5, anh ơi, 6, em gọi anh xin phép đi xuống dưới ha. Dạ, rất là hay nhưng mà chắc là bọn em đi nhanh cho lớp tập. Cảm ơn. Rồi. Cảm ơn các bạn. Oh wow. Ô, ngày trước chị không có cái này đâu. Bây giờ là cái này nó mới xây sau này đấy. Đây là sân khấu của trường múa. Wow, ngày xưa mà giá như có cái sân khấu mà như thế này mà để thực hành ấy, chắc là các diễn viên chắc sẽ tự tin hơn. Ngày xưa bọn chị lúc mà đi ra nghề á, lúc đấy mới biết thế nào là ánh đèn sân khấu. Còn lúc tập bọn chị chưa bao giờ có một cái sân khấu nó hoành tráng như vậy. Chị ơi, sao tự nhiên đứng lên đây cái người em nó... Đâu, em nói với chị là em nó tập nổi gai ống tập năm một năm múa hồi bao nhiêu? 5 tuổi. Rồi em chị kiểm tra xem là cái còn nhớ múa ba lê không? Bây giờ trước khi em thử, bây giờ chị múa thử cho em xem. Chị cũng lâu lắm đây là thánh đường lắm chị rồi, của các bạn múa hơn 20 năm rồi chị không múa. Dạ, thực sự luôn á. Nhưng mà những cái căn bản thì chắc chị vẫn nhớ thôi. Ví dụ như là em làm động tác này à, đó. Thôi đi về đi về. Hồi nãy giống mấy bạn không kia đứng trước kia đứng nhớ sang cái chân cẩn thận khéo lẹ khéo lẹ dấn. Trời, em thấy có mấy động tác thôi mà các bạn phải. À, đây là như phải để cái chân như nào không chị? Đây là múa ba lê, đây là múa ba lê. Còn chị thì chuyên về dân gian. Dân gian. Ví dụ như là chị phải đứng thế một như vậy này, xong rồi cuộn ngón này, đó, xong rồi đứng lên thế hai như vậy này, đó, rồi thế ba đứng lên như vậy, xong rồi nếu như chị không nhầm là thế bốn như vậy, đúng rồi, rồi thế này, đó như vậy. Mọi đúng người thấy rồi. Ngọc có năng khiếu múa không mọi người? Múa luôn. Khi mà em học múa, nó giống như tập võ hay là tập đánh đàn piano đi. Nó rất là nhàm chán bởi vì em cứ tập đi tập lại những cái căn bản. Ví dụ như tập múa ba lê thì lúc nào em cũng cứ tập như này suốt bao nhiêu năm trời. Nó rất là nhàm chán nhưng mà em phải luyện đến khi mà các cái độ mở, độ dẻo của em nó đủ rồi thì em bắt đầu mà chỉ vào bài thôi. Cái đoạn vào bài là cái đoạn cuối cùng thôi. Mà cái đoạn khó là cái lúc mình phải tập từng động tác đúng không chị? Chị tối nào cũng đến để tập căn bản. Ít khi tập bài, lắp tập bài là khi để đi biểu diễn hoặc là đi thi thôi. Cái tay, cái đầu, cái chân, rồi các cái độ mở, độ dẻo. Giống như là những cái bài hồi nãy các bạn chỉ tập đúng không chị? Rồi. Cứ tập đi tập lại nó, mỗi ngày. Nó rất là nhàm chán, nó rất là khổ luyện. Học nghề múa thì phải xác định là phải yêu lắm mới học được ngành múa. Em thấy không? Đứng trên sân khấu xong mà em đã thấy đổ mồ hôi. Toát mồ hôi, nóng. Đúng chi là em phải coi như là hoạt động múa. Khi mà làm ca sĩ thì bạn có thể đứng một mình bạn hát, hoặc là bạn diễn viên một mình một cái máy quay. Nhưng mà nghề múa để làm solo thì rất là ít. Thường là em múa tập thể, đặc biệt là múa dân gian của chị. Nên là em múa thì em lúc nào cũng cần đồng đội đó. Ví dụ như ai mà thích được danh tiếng đi, thích nổi tiếng thì cái nghề múa rất là khó. Trừ khi em là một ngôi sao sáng rực lên như là bạn Linh Ca chẳng hạn. Cái lúc trước khi mà chị đi tập múa đấy, đi múa phụ họa cho các bạn ca sĩ đó, mà mình đứng là sao các bạn đứng trước hát á, một mình bạn ấy cứ thảnh thơi bạn hát như vậy, mình thì hùng hục đằng sau mình múa mà lương rất là thấp. Mình trong lòng mình nghĩ trời ơi, tại sao mình lại chọn một con đường nó gập ghềnh mà nó khổ như vậy, mà bạn đó thì lên TV làm cái mặt của bạn là solo một mình, còn mình là đứng một hàng múa rất là đông ở dưới và mình không bao giờ coi như là bật ra khỏi cái số đông như vậy. Chị nghĩ là khi mà làm nghề múa mình phải xác định là mình phải yêu và mình không mang tới cái danh vọng. Nhưng mà em nghĩ là khi mà được đứng trên một cái thánh đường như vậy thì nếu như mà em là một diễn viên múa mà đứng trên một cái thánh đường như vậy, thực sự mình cũng quên hết những đúng cái rồi. Nhọc nhằn mà mình đã khổ luyện. Đây là cái gọi là cái bước cuối cùng của một cái người tập luyện, là họ được bước ra sân khấu. Tất cả những cái khó khăn nhất là ở sau ánh đèn chứ không phải là cái lúc này. Nước mắt và mồ hôi á là ở đằng sau chứ không phải ở chỗ này. Bây giờ đã sẵn ở đây rồi, chị Kim Ngân có thể làm vài động tác. Chị còn nhớ một bài múa nào không cho tất cả mọi người để cùng xem? Giá như chị có một cái quạt đó, thì chị sẽ múa quạt cho em. Theo lời yêu cầu của chị thì... Trời ơi, có ngay máy chiếc nó. Biên tập chuẩn bị hai cái là cho hai chị em mình đó hả? À, đó. Trời ơi, cho tôi múa luôn. Mà thường múa dân gian là hay dùng đạo cụ như là nón này, quạt này, cái dù này, hoặc là những cái chén nhỏ để lắc có cái tiếng nghe á. Em nhớ ngày xưa khi mà em còn học cấp 2, em nhớ em được học cái múa này là dân tộc Chăm hả chị? Dân tộc Chăm á, dân tộc Chăm thì em hay múa như vậy. Đó, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi.
Đó, xong rồi quay một vòng này. Đó, bên wow. trái, bên phải, bên trái. Vòng ở trong mặt. Đó, đó là những cái động tác căn bản. Cảm ơn chị ngày hôm nay đã cho em và tất cả các khán giả ở đây cùng đi về trường múa để mà có thể hiểu được hơn về các cực nhọc của các bạn diễn viên múa. Bên cạnh đó thì mọi người cũng có thể thấy được là để trở thành một diễn viên múa chuyên nghiệp không hề đơn giản và cũng phải khổ luyện, mồ hôi, nước mắt rất là nhiều và ý chí nữa. Nhưng mà đôi khi á là mình cũng phải cảm ơn nghề múa vì đã tôi luyện cho mình một cái tinh thần thép, một cái ý chí mạnh mẽ vượt lên chính mình, đúng không chị? Nghề múa nó cũng có cái hay lắm, cũng các bạn được thả hồn vào âm nhạc này, bạn sẽ có một cơ thể khỏe mạnh này, nên là các bạn muốn tập múa đừng sợ hãi, cứ vào trường múa, cứ luyện tập, rồi nó nếu như bạn không theo nghề thì nó cũng sẽ giúp mình nhiều không thứ tốt. Yeah. Cái này thì nó cũng tốt cái kia. Dạ đúng rồi, cảm ơn chị. Bây giờ chúng ta em sẽ dẫn chị đi thêm một chỗ nữa để mình ôn lại kỷ niệm một chút xíu về okay, Sài Gòn. Rồi đi.